Đầu tiên, xin cảm ơn các pha chế vì đã giúp chúng tôi tỉnh táo trong quá trình thực hiện nội dung này. Chúng tôi rất cần bởi vì bài này rất là trippy. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy bấm nút join bên dưới để tham gia gấu hội viên và nhận các video độc quyền. Cầu thủ LeBron James có chiều cao là 6'9". Một chiếc TV đủ đẹp và đắt tiền sẽ có chỉ số là khoảng 40 inch trở lên. 451 độ F là một cuốn sách khá hấp dẫn. Những đơn vị đo lường này từ đâu mà ra và tại sao đến bây giờ nó vẫn còn đang phổ biến đến vậy? Đây là câu hỏi vừa dễ trả lời mà lại vừa khó nói. Tại sao lại như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc của các đơn vị đo lường. Toán học không hẳn là một sáng tạo của nhân loại. Khi con người còn ăn lông ở lỗ, họ đã biết đếm số người trong gia đình rồi. Việc khám phá những con số trên để đếm là điều hiển nhiên. Mặc dù vậy, khi xã hội phát triển và con người tạo ra khái niệm gọi là kinh thương thì mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi. Nếu ngoài chợ quy định rằng để mua một con gà, nông dân phải mang theo một bó lúa, điều gì khiến họ không lấy lúa bọc cỏ vào để trông nó có vẻ to hơn? Ngược lại, nếu tôi đem bó lúa và đổi lấy gà, tôi nhận về một con gà trông gầy gò ốm yếu, lọc không ra nổi miếng thịt thì sao? Và đây không phải là vấn đề duy nhất. Sự ra đời của xã hội đi kèm với hệ thống chính phủ kiểm soát xã hội đó, vậy nên việc đóng thuế là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Nhưng làm thế nào để biết thuế phải đóng bao nhiêu? Nếu thuế là một túi gạo thì túi to cỡ nào mới vừa? Sự bất cập trong các con số trên ép buộc hệ thống đo lường phải được ra đời nhằm đảm bảo trật tự xã hội. Từ đó, chúng ta có những công cụ đo lường đầu tiên. Ở một số nơi, con người sẽ sử dụng cẳng tay để đo lường, một vài chỗ khác sẽ là độ dài của chiếc dây buộc ở bụng. Nhìn chung, mỗi nơi sẽ có một kiểu đo lường khác nhau nhằm phục vụ kinh doanh ở khu vực đó. Nổi bật ở thời Hồng Hoang là Ai Cập với đơn vị có tên là Cubit. Như bao nơi khác, Ai Cập đo đạc bằng tay của mỗi người, nhưng mà tay người dài, tay người ngắn khác nhau, ai biết được tay ai dài hơn tay ai? Và thế là họ đã quy về một đơn vị chung, đó là Cubit, được cho là dài bằng tay người, ai dài thế nào ngắn ra sao, kệ, miễn là mọi người cùng tuân theo Cubit mà tính. Nhờ có Cubit, Ai Cập xây dựng được kim tự tháp và vô vàn những kỳ quan khác của thời đại đó. Nhưng mà Cubit của Ai Cập cũng chẳng có gì gọi là chuẩn, nó chỉ được tạo ra chỉ để tính một cách áng chừng mà thôi. Và đó là câu chuyện muôn thuở của các đơn vị đo lường khác. Chẳng nơi nào đúng, chẳng chỗ nào quy chuẩn, khi đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác thì sai số chắc chắn sẽ xảy ra. Điều này chắc chắn sẽ không có ích cho xã hội, vì chỉ cần ra chợ mà gân cổ lên cãi rằng cẳng chân dài hơn hai cái đùi gà thì chắc chắn mặc cả sẽ thành công. Chuyện này nghe có vẻ xa vời và ta sẽ nghĩ rằng nó thuộc về thời đồ đá hoặc cùng lắm là đồ đồng thôi, nhưng nó diễn ra tới tận thế kỷ thứ 18. Trong khoảng thời gian trước thế kỷ 18, chúng ta có vô vàn hệ thống đo đạc khác nhau được vẽ ra ở mỗi nơi. Thậm chí có những nơi quy tụ về cả trăm ngàn cách đo đạc khác nhau, khiến một làng có thể chưa tới 4 hoặc 5 loại đơn vị khác nhau. Trong những đơn vị có tiềm năng nhất được ra đời nhằm thay đổi tình trạng hỗn loạn trên, chúng ta có hệ thống Winchester. Hệ thống Winchester được quy định bởi vua Henry Đệ Thất vào cuối thế kỷ thứ 15 tại Winchester. Hệ thống này cân đo một số thứ như là bushel. Một bushel bằng 2 cannings hoặc 4 pecks hoặc 8 gallon. Từ bushel có gốc nghĩa tiếng Pháp, dịch ra là cái hộp nhỏ. Và nghe đến đây, ta có thể nhận ra sự len lỏi của nó và xã hội tân tiến ngày nay với khái niệm gallon. Hệ thống này về sau đã được thay thế bởi hệ thống Hoàng gia Anh hay Imperial Units hay hệ đo lường Anh. Hệ đo lường Anh xuất hiện khoảng đầu thế kỷ thứ 19 và nó quy định kích thước của một số thứ như sau. Lấy 3 hạt lúa mạch xếp thẳng hàng, ta sẽ có 1 inch. Từ đó ta có 12 inch suy ra thành 1 foot. Tại sao 36 hạt lúa mạch lại dài bằng một bàn chân? Không ai biết. Nhưng nếu ta lấy một chân chia cho 3 thì chúng ta sẽ có một tay hay một hand. Và nếu ta lấy một tay bẻ làm đôi, ta sẽ có một que hay một stick. Và khi chúng ta chia đôi một stick, chúng ta sẽ lại có một inch. Tại sao một nửa que lại bằng 3 hạt lúa mạch? Ai biết được. Nhưng ta biết rằng khi nhân bàn chân với 3, chúng ta sẽ có một cái sân hay một yard. Và khi ta nhân một yard lên tầm 1760 lần, ta sẽ có một dặm. Tại sao lại là 1760 lần? Ai biết được. Dù thế nào đi chăng nữa thì hệ thống này cũng đã được phổ biến tại Anh và được sử dụng chung với nhiều đơn vị đo lường khác để tính khối lượng như 1 ounce. 1 ounce tương ứng với 1/8 cái cốc hoặc 2 cái thìa. Nhân 1 ounce lên 16 lần chúng ta sẽ có 1 pound. Tại sao lại là 16? Ai biết được. Nhưng chuyện lấy số 16 để nhân ra đơn vị đo lường nó còn dễ hiểu hơn việc tại sao ký hiệu của 1 ounce lại là OZ mà pound lại là LBS. Trong chữ pound làm gì có LBS nào? Đại loại là người Anh sử dụng một hệ thống đơn vị đo lường riêng mà họ cho là hợp lý để cân đo đong đếm mọi thứ trong quốc gia của họ. Tất nhiên, khi chúng ta nghĩ tới hạt lúa mì, ta sẽ nghĩ ngay tới việc xếp thẳng 12 hạt lúa mì sẽ dài bằng một bàn chân của ai đó rồi. Vậy nên bất cứ người Anh nào cũng sử dụng hệ thống này một cách vô cùng dễ dàng mà không hề nhầm lẫn với cái gì. Trong lúc đó, tại Pháp,
khi phải đối mặt với cả 100.000 hệ thống đo lường khác nhau, việc quản lý hỗn loạn dẫn tới nhiều xung đột, bắt chính phủ Pháp phải nghĩ ra một cách để thống nhất tất cả hệ thống đo lường về một mối. Nhưng tất nhiên nó không thể nào dùng hạt lúa để đo chân được, nó phải bớt ngu hơn thế. Người Pháp không thực sự có tiếng nói khi tranh cãi về sự rõ ràng. Ngôn ngữ của họ đếm số bằng phép cộng trừ nhân chia nên chắc chắn hệ thống đo lường của họ cũng phải có vấn đề, đúng không? Thực ra thì không. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18, hệ thống đo lường mới đã được phát triển nhằm quy đồng tất cả hệ thống đo lường khác về làm một. Nỗ lực phát triển của cả hệ thống này là sự chung tay của nhiều quốc gia như Mỹ, Anh và Pháp. Ban đầu họ muốn tạo ra một đơn vị cơ bản nhất làm nền tảng cho các đơn vị khác về sau. Đơn vị cơ bản này sẽ tuân theo một hệ số thập phân và nâng cấp mỗi lần nhân 10. Đơn vị đó sẽ được đặt tên là mét và mỗi một cấp độ sẽ có thêm một tiền tố Latin phía trước. Từ đó, 1 mét sẽ bằng 10 decimet, 1 decimet sẽ bằng 10 cm, 1 cm sẽ bằng 10 mm. Không những vậy, chúng ta còn có thể sử dụng hệ số này với khối lượng, thể tích, chỉ cần sử dụng toán để quy một khối ra mét. 1 lít nước sẽ bằng 1 decimet khối và cứ thế, chúng ta có thể suy ra mọi đơn vị cần thiết cho tính toán và đo lường. Vậy là ta xong rồi phải không? Ta có mét rồi, suy ra mọi thứ là hoàn thiện. Thực ra điều này nói dễ hơn là làm. Lý do khá hiển nhiên là bởi ta không định nghĩa được 1 mét là thế nào. Chẳng nhẽ ta lại lấy hạt lúa mì ra để tính 1 mét à? Ý tưởng ban đầu là chiều dài của quả lắc dao động trong 1 giây sẽ là 1 mét. Nhưng để định nghĩa được 1 mét này, ta lại phải định nghĩa thế nào là 1 giây. Suy cho cùng cũng chẳng ai biết thế nào là 1 giây để quy định 1 mét. Tuy nhiên, các thiên tài ở Pháp đã có một ý tưởng khác điên rồ hơn. Và đó là lấy số đo của chính trái đất làm điểm tựa để tính ra 1 mét. Họ quy định rằng đường kinh tuyến tính từ cực bắc của trái đất đi qua nước Pháp và chạm vào xích đạo sẽ dài 10 triệu mét. Và thế là ta chỉ việc đo trái đất rồi chia ra 10 triệu lần là xong phải không? Đúng, chính xác là thế. Nhưng vào thế kỷ 19 thì kiếm đâu ra công cụ để mà đo trái đất? Câu trả lời là ta không có gì để đo trái đất cả, thế nên phải dùng thứ công cụ đáng sợ khác có tên là toán. Hai nhà toán học có tên là Jean-Baptiste Joseph de Lambre và Pierre-François Andrew Machin đã cùng nhau lên đường đo độ dài 1 mét này bằng cách đo kích thước nước Pháp rồi chia đường kinh tuyến đi qua nó theo các góc vĩ độ khác nhau. Từ đó chúng ta có thể tính được chính xác nước Pháp dài bao nhiêu. Sau khi có con số đó, ta chia tiếp ra các góc nhỏ hơn, tính khoảng cách giữa cây cây với cây cột nhà thôi là cũng đã đủ để suy ra được số mét rồi. Tuy nhiên, trong quá trình đang đo đạc thì cách mạng Pháp nổ ra và quá trình đo đạc bị gián đoạn. Mặc dù vậy, công trình đo mét đầu tiên vẫn được tiếp tục và cuối cùng sau 7 năm, John và Pierre đã đo được mét vào năm 1799. Kể từ đó cho tới nay, hệ thống mét hay là metric system đã được phổ biến đi khắp nơi, sử dụng trong mọi nền khoa học để tính toán và xây dựng nên những kỳ tích khổng lồ như các tên lửa, tàu thủy siêu lớn và các đập thủy điện vĩ đại. Tất nhiên, mét vẫn có chút sai số và cần được cân đối lại theo thời gian. Cụ thể là thay vì chia trái đất ra 10 triệu lần rồi đo lại thì giờ đây chúng ta có thể dùng tốc độ ánh sáng để tính ra mét. Nhưng gì thì nó vẫn cụ thể hơn và chính xác hơn là 3 hạt lúa mì xếp thẳng hàng. Tính đến nay chỉ có 3 quốc gia là không sử dụng hệ thống mét và đó là Mỹ, Liberia và Myanmar. Myanmar từng là thuộc địa Anh và Liberia chịu ảnh hưởng của Mỹ, vậy là ta đã hiểu vì sao chỉ có họ mới không dùng metric system. Nhưng mà nếu họ không dùng hệ thống metric thì họ dùng cái gì? Họ vẫn dùng 3 hạt lúa mì. Nhưng rõ ràng đây là hệ thống lạc hậu đúng không? Tại sao họ không cập nhật phần mềm mới để dùng cho nó dễ? Câu trả lời là họ có ý định đó rồi, nhưng mà chuyến nâng cấp của họ không được thuận buồm xuôi gió cho lắm. Theo đúng nghĩa đen luôn. Trong hội đồng những bộ não muốn tạo ra hệ thống Matrix giữa Mỹ, Anh và Pháp, chúng ta có Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ. Tình hình hiện tại ở Mỹ khá lủng củng. New York thì dùng hệ thống của Hà Lan, New England thì dùng hệ thống Imperial như nước Anh. Như Pháp, Mỹ cũng cần phải thống nhất lại hệ thống đo lường nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Vậy nên, ông Jefferson đặc biệt chú tâm tới chuyện đưa hệ thống đo lường mới nhất về cho đất nước mình. Sau khi hệ thống Matrix được ra đời, ông Jefferson đã liên hệ với nước Pháp, bày tỏ việc muốn chiêu mộ nhà khoa học có khả năng đưa hệ thống về nước nhà. Lời thỉnh cầu của ông Jefferson đã đến với Joseph Dombey, người sẽ mang công cụ đo lường mới tới Mỹ để chuẩn bị đưa người Mỹ đến với hệ thống Matrix. Năm 1793, ông Dombey mang theo một tạ nặng 1 cân, được sử dụng để nhân giống và trở thành công cụ đo lường chính thống cho nước Mỹ. Tuy nhiên, từ châu Âu sang Mỹ chúng ta chỉ có đường biển. Và như đã nói, đường đi không được thuận buồm xuôi gió. Theo nghĩa đen, ông Dombey gặp bão và thuyền của ông bị dạt sang biển Caribe. Và vào thời điểm đó, ở Caribe chỉ có một thứ duy nhất và đó là hải tặc.
Chiếc tạ một cân của ông Dombey bị cướp và bị bán đấu giá, trong khi đó ông Dombey thì bị bắt giữ, làm tù nhân ở Montserrat và sau đó ông đã mọt gông mà qua đời. Tội nghiệp ông Joseph Dombey, ông chỉ muốn làm việc thiện nhưng đã phải nhận trái đắng. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào mặt tiêu cực, ta sẽ thấy nước Mỹ đã suýt nữa được nhận hệ thống Matrix. Nhưng mà không may thay, hải tặc đã cướp mất não của họ. Dù vậy, các nhà sử học vẫn tranh luận về giá trị của chuyến đi của ông Dombey, rằng chiếc tạ ông mang theo chưa chắc đã chuẩn một cân và vì thế chưa chắc nó sẽ thay đổi được toàn bộ hệ thống đo lường của nước Mỹ. Nhưng cho dù có hay không thì số phận vẫn không muốn cho nước Mỹ sử dụng Matrix, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên họ muốn tiếp cận hệ thống Matrix mà không thành. Năm 1875, nước Mỹ đã ký hiệp định Metter, xây dựng nền móng cho việc du nhập tri thức châu Âu về với miền đất của người Anh điêng. Năm 1893, một thế kỷ sau khi sứ mệnh Matrix của ông Dombey thất bại, nước Mỹ bắt đầu chuyển đổi từ pound sang kilogram. Nhưng mà kiểu quy ước 1 pound là 0.4545 gì gì đó kilogram, chứ không phải là dùng luôn hệ Matrix. Ngoài ra thì họ cũng quy ước luôn một sân nhà bằng 0.9144m. Hệ thống Matrix của thế giới cứ tiếp tục phát triển và lan rộng, trong khi nước Mỹ thì cố gắng nhét vào đầu người dân và các công ty tập đoàn rằng hệ thống Matrix tồn tại đấy. Nhưng chuyện này đã quá muộn, vì các công ty tập đoàn đã xây dựng đế chế của mình trong suốt thế kỷ phát triển công nghệ. Họ không thể nào cứ thế làm lại toàn bộ giấy tờ và xóa chữ pounds, inches đi và thay meters hoặc liter vào đó. Sự thay đổi đó sẽ khiến tất cả phải gặp khủng hoảng. Đó là còn chưa kể tới việc người dân đã quá quen với hệ thống này, từ đo đạc tới ước chừng và cả dự báo thời tiết hàng ngày cũng dùng độ F luôn như nước Anh một thời. Vậy nên, việc thay đổi không phải là đơn giản, nếu không muốn nói là không khả thi. Nhiều lần chính phủ Hoa Kỳ đã định đẩy phong trào đổi Imperial sang Matrix, cụ thể là vào thập kỷ 90 và đầu những năm 2000, nhưng cho tới nay thì người Mỹ vẫn tin rằng 3 hạt lúa mì xếp ngang hiệu quả hơn với 1 phần 10 triệu trái đất. Tất nhiên, nhiệt độ sôi của họ là 212 độ và nếu ngoài trời có 70 độ thì họ vẫn thấy thoải mái. Nhưng mà dùng thế nào thì có làm sao đâu, họ quen rồi thì cứ việc dùng thôi, phải ép theo thế giới làm cái gì, đúng không nào? Câu trả lời là phức tạp. Việc sử dụng một mình một kiểu thực ra là ba mình một kiểu, nhưng đại loại vẫn là thích chơi trội của nước Mỹ khiến không ít vấn đề đã xảy ra. Vì cả thế giới sử dụng Matrix, các sản phẩm nhập khẩu của Mỹ cũng phải có hệ đo lường Matrix nhằm hội nhập. Vì lý do này, các công ty bắt buộc phải sản xuất ra hai loại mã, đem đến hai con số khác nhau nhằm đảm bảo người sử dụng có thể hiểu được kích cỡ của thứ mình đang mua hoặc những công năng của nó. Vì sự tồn tại của hai hệ thống đo lường trong cùng một sản phẩm, nhiều người sử dụng nhầm mục đích hoặc nhầm công dụng khiến việc biến cố xảy ra dường như không thể tránh khỏi. Vấn đề đầu tiên là các toa thuốc được tính theo đơn vị milligram, không thể được tính sang đơn vị imperial một cách rõ ràng, dẫn tới việc bệnh nhân bị quá liều thuốc. Nhưng đây không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất bởi vì nó chỉ xảy ra khi cá nhân tự sử dụng thuốc ngoài tư vấn của bác sĩ. Vấn đề lớn nhất nằm ở giáo dục, khi học sinh nghiên cứu về khoa học không thể học một cách đơn giản được vì họ phải làm quen với cả hai hệ thống đo lường, trong khi họ chỉ cần biết một và đó là Matrix để hội nhập với các nhà khoa học toàn cầu. Sự chênh lệch giữa hai hệ đo lường không hẳn là lớn, thực ra là quá lớn đấy, nhưng nó có thể tạo ra hệ quả khó lường, đặc biệt là khi một sai số tí hon có thể dẫn tới một đại họa. Nó không ngoa, nhưng đó chính là điều đã xảy ra khi các nhà khoa học cố chuyển đổi từ hệ Matrix sang hệ Imperial. Chuyện là vào năm 1998, một tàu vũ trụ đã mang vệ tinh quỹ đạo lên sao Hỏa để nghiên cứu về khí hậu của hành tinh này. Vệ tinh đó có trị giá là 125 triệu đô la và đó là một trong những dự án trọng điểm của NASA cuối thế kỷ trước. Lý do chính là bởi nó không chỉ đóng vai trò là vệ tinh nghiên cứu mà còn là cầu nối để thực hiện nhiệm vụ khác là hạ cánh lên sao Hỏa. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với nó? Để dễ hiểu, nó bị hệ thống đo lường Imperial dìm chết. Vệ tinh sử dụng hệ đo lường Matrix để định vị quanh quỹ đạo. Tuy nhiên, đội vận hành con tàu đã thiết kế phần mềm bằng hệ Imperial với những con số dựa trên inches, feet và pounds. Vì lý do này, các kỹ sư của con tàu đã không thể vận hành nó một cách dễ dàng. Để có thể sử dụng con tàu, họ cần chuyển đổi từ Matrix sang Imperial. Tuy nhiên, việc quy đổi này không thể sinh ra kết quả tròn trịa để điều hướng vệ tinh. Kết quả là con tàu có trị giá 125 triệu đô la đã lao thẳng vào sao Hỏa và bốc hơi. Sự kiện trên không phải là duy nhất. Trong quá khứ chúng ta có sự cố Gimli Glider với máy bay Boeing 767 của Air Canada hết sạch nhiên liệu giữa chuyến bay bởi vì nó tính nhiên liệu bằng hệ Matrix chứ không phải Imperial. Máy bay đáng ra phải được đổ đầy 22.300 kg nhiên liệu, nhưng nó bị đổ đầy 22.300 pounds. Về cơ bản, nó là cùng con số nhưng chỉ là một nửa nhiên liệu cần thiết để bay hết chuyến. Rất may cho tất cả các hành khách rằng phi công của chuyến bay đó là những người dày dặn kinh nghiệm và đã phát hiện ra vấn đề từ rất sớm để đáp máy bay 100km trước khi nó kiệt nhiên liệu. Về cơ bản, hệ Matrix không hẳn là toàn diện, nó vẫn có những điểm yếu cốt lõi, nhưng nó đã và đang là hệ đo lường được cả thế giới sử dụng và vẫn đem lại các thành quả cao cho nhân loại.
Nhưng mà nước Mỹ thì vẫn sẽ là nước Mỹ và vẫn sẽ tiếp tục mất não bởi vì ngày nào đó trong quá khứ hải tặc đã cướp đi kilogram đầu tiên của đời họ. Và vừa rồi là câu chuyện về sự ra đời của hệ đo lường, hệ metric, hệ imperial và việc nước Mỹ bị mất não thế nào. Các bạn thấy sao về những đơn vị như Fahrenheit, Foot, Pounds và Miles? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Ngoài ra, mọi người có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp bằng nút Thanks hoặc nút Join bên dưới để tham gia gấu hội viên và nhận các video độc quyền. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!